Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết miền Bắc đang có sự khác biệt rõ nét giữa hai phía Đông và phía Tây của khu vực. Trong khi ở phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, âm u, nồm ẩm về đêm và sáng, thì tại các tỉnh thành thuộc phía Tây Bắc Bộ lại có nắng mạnh, thậm chí là nắng nóng xuất hiện nhiều nơi với nhiệt độ cao từ 34-36 độ. Sở dĩ có sự khác biệt này là do phía Tây Bắc Bộ đang chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây, còn đối với các tỉnh thành phía Đông lại chịu ảnh hưởng của đới gió Đông Nam giàu ẩm do khối không khí lạnh suy yếu mang lại. Dự báo trong ngày hôm nay, sự tương phản về thời tiết giữa phía Tây và phía Đông vẫn khá rõ. Vùng núi Bắc Bộ không có mưa, trời nắng từ sáng và tiếp tục tăng mạnh trong thời điểm trưa và đầu giờ chiều. Mức nhiệt cao nhất trong ngày dao động từ 33-36 độ, riêng một số nơi nhiệt độ còn có thể cao hơn. Trái lại ở phía Đông Bắc Bộ, do vẫn chịu sự chi phối của gió Đông Nam nên đêm và sáng trời nhiều mây, sương mù dày, riêng vùng ven biển có thể còn có tình trạng mưa nhỏ đến trưa chiều mai thì trời sẽ hửng nắng gián đoạn, với nhiệt độ dao động từ 30-33 độ. Miền Trung đã bước sang ngày thứ tư liên tiếp có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay là từ 34-36 độ, các huyện vùng núi phía Tây dọc từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, dao động từ 38-40 độ, trời nắng nóng gay gắt và độ ẩm giảm thấp dưới 50%. Còn tại khu vực từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, nhiệt độ có phần thấp hơn đôi chút, dao động ở ngưỡng từ 32-34 độ, trời nắng nhưng không quá gay gắt. Vì theo dự báo đêm mai, Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ đón một đợt không khí lạnh yếu được tăng cường xuống. Do ảnh hưởng của không khí lạnh lệch đông kết hợp rãnh gió Tây, nên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác. Khu vực Tây Bắc Bộ và vùng núi Việt Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Xuôi về phương Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay tiếp tục có nắng sớm, nắng nhiều và nền nhiệt độ cao với trưa chiều dao động trong ngưỡng từ 32-35 độ. Có nơi còn cao hơn, riêng tại Ayunpa của Gia Lai thì có nắng nóng gay gắt và nhiệt độ cao nhất có thể tăng lên ngưỡng từ 37-38 độ. Các tỉnh miền Đông Nam Bộ có nắng nóng gay gắt hơn, với mức nhiệt có thể đạt ngưỡng từ 35-37 độ. Đi kèm nền nhiệt cao là độ ẩm rất thấp, trưa chiều phổ biến quanh mức 50%. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Phía Tây Bắc Bộ, có mây đêm không mưa, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Riêng khu vực vùng núi có nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 30-33 độ. Phía Nam từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Riêng vùng núi là từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, có mây chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, vùng núi phía Bắc có nơi có nắng nóng, gió Nam Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, vùng núi phía Bắc có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên, có mây đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ, có mây đêm không mưa, ngày nắng nóng, riêng chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ,
có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 3, cấp 4. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực phía đông ngày mai có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. We'll be right back.